chào, Minh Sương xin được chào mừng tất cả quý vị đang cùng đến với sàn đấu ngôi sao. Và chương trình của chúng ta sẽ có những nghệ sĩ Việt Nam tham gia chia thành hai đội chơi. Chắc chắn họ sẽ trải nghiệm sân khấu của chúng tôi với rất nhiều cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Sẽ có âm nhạc, sẽ có những trò chơi vui nhộn và đặc biệt hơn hết sẽ có những màn rượt đuổi vô cùng ấn tượng. Và để xem ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ những nghệ sĩ khách mời là ai. Và đội chơi thứ nhất xin được giới thiệu nghệ sĩ Đinh Toàn và nghệ sĩ Bình Tân. Trời ơi! Wow! Trong mặt quá! Trong mặt! Rồi. Anh, tụi anh đứng dậy luôn cho thấy yêu thương. Không, em đang lo cho cặp giò của anh thôi. Điểm gì đó? Vô đây. Tiết Ngọc gì hết trơn á, tại 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 Minh Sù chia sẻ anh mới nhớ anh bị giãn tĩnh mạch. Không biết tên đó nào để kết hợp hai cái con người mà rất là dễ thương hoạt ngôn lên với sân khấu ngày hôm nay. Thì em cũng nói rồi đó, vì chúng tôi quá dễ thương, chúng tôi quá hoạt ngôn, quá đáng yêu, quá giống nhau nên phải đến với nhau. Chả có gió nào em à, chúng ta là của nhau thôi. Dạ vâng, em nghĩ đúng nghĩa là không cơn gió nào hết, cơn bão. Cơn bão mới lâu được anh chị tới đây. Nhưng mà nha, cho em hỏi một cái điều rất là đơn giản như thế này thôi, hai anh chị còn khỏe không ạ? Chưa chết em. Sao ý khỏe đây là có tập thể dục thể thao không? Em có không Bình Tĩnh? Bây giờ em cứ thử nghĩ đi, lúc nãy em thấy anh Đình Toàn ẩm chị với bằng một cái sức lực lực lưỡng như vậy đó. Chỉ 3 giây thôi ạ. À. Chỉ 3. Có còn hơn không? Thế em hỏi nè, hôm nay thể thao dữ lắm nha, mặc cái trang phục rất thể thao. Nhưng bình thường là có tập thể thao không? Thì nói chung là một ngày cũng có thể chạy từ trên giường xuống dưới đất rồi xong nhảy lên giường lại. Trời đất ơi. Rồi còn anh sao anh? Anh cũng cố gắng dòm người ta tập ở trên TV rồi đó, rồi thì mình nghĩ rồi mình sẽ đẹp như vậy. Hay quá. Công nhận hai anh chị sống bằng niềm tin quá. Vâng à, bởi vì sao lại nói như vậy? Chương trình này á cần thể lực. Tham gia trò chơi vận động. Anh đăng ký anh có lộn chỗ. Em ơi, sao em không mời Phạm Văn Mách, Lý Đức? Mẹ mời Đinh Toàn, Bình Tĩnh như vậy. Không, hai anh chị có niềm tin với cái thể thao của mình. Nhưng em có niềm tin với hai anh chị ngày hôm nay sẽ chiến thắng. Trời ơi, dễ thương. Hai bên đều đúng không? Rồi nè, đứng nguyên vị trí bên đây, em sẽ giới thiệu một cặp đôi khác nữa. Cặp đôi này á sẽ đối đầu cùng với đội của mình. Chắc Phạm Văn Mắt. Ngang tài ngang sức luôn, cũng là một nam một nữ. Kính thưa quý vị, hãy cùng nhau chào đón ca sĩ Nguyên Vũ và diễn viên Nguyên Thảo. Trời ơi. Đủ rồi, thôi về đây. Em minh họa cho cái lời dẫn của anh là có những cú rượt đuổi. Trời đất ơi, em ơi, anh có tuổi rồi. Anh chán ván rồi. Cái gì mà mới vô chương trình mà sụi bãi đuổi rồi. Không phải là tại vì có tuổi mà là tại cái áo hộp quá nó nặng. Là như thế. Đó. Ủa, anh nãy giờ anh có cảm giác nó nặng luôn á. Bây giờ em nói anh mới thấy nặng á. Vậy anh không cảm giác gì, anh đã quen mặt như vậy từ hồi lâu rồi. Tính ra anh Dũng khỏe ha. Khỏe chứ. Anh giá gần 30kg hộp trên người mà vẫn chạy được. Hôm nay đội thứ hai đã xuất hiện rất là chiếu bóng loáng. Quý vị thân mến, hai đội chơi rất là dễ thương, xuất hiện rất là xinh đẹp lộng lẫy ngày hôm nay. Nhưng mà nha, cho mình cùng muốn là bây giờ mình đặt tên cái đội đi. Tại vì sau khi mà chương trình kết thúc, đội nào thắng mình vinh danh rồi. Cái phần đội được không? Đội nha. Nè, bên mình đi. Nguyên Vũ nè. Nguyên Thảo nè. Mình lấy tên là Nguyên Si đi. Dạ. Em thấy vui vậy? Ủa, em thấy vui mà. Hả? Mọi người vui. Sao vậy? Ủa? em hy vọng là cái biến này nó còn nguyên vẹn. Đây là đội Nguyên Si. Được. Nói chung lúc đầu xuất hiện sao ra về y chang vậy. An toàn. Chị Bình Tĩnh, bên đây người ta Nguyên Si, rồi bên mình không lẽ đặt tên Nguyên Thủy. Nghe nó ngộ. Bên đây người ta Nguyên Si thì mình phải sao anh Toàn? Thật ra thì đội anh đơn giản thôi, tụi anh không có nghĩ được những cái gì cao xa. Tên tụi em sao thì gọi vậy đi. Đội tụi em quyết định tên là Bình Đình. Bình Đình. Bình Đình. Nghe
nghe nó rất là chắc nịch luôn, anh Bình Đinh. Quý vị thân mến, ngày hôm nay hai đội chơi với hai cái tên nghe rất kiêu ngạo. Đầu tiên đội Racy và đội Bình Đinh. Nhưng mà mình thường thấy là cái năng lượng bắt đầu có rồi ha. Quý vị thân mến, và hai đội chơi cũng đã sẵn sàng. Hãy cùng Winsu đến với vòng đầu tiên được mang tên gọi Nhanh Tay Lẹ Mắt Xin Mời. Vòng 1, Nhanh Tay Lẹ Mắt. Chân dung của một nghệ sĩ sẽ được ẩn sau 6 mảnh ghép. Có 6 câu hỏi gợi ý dành cho hai đội. Trả lời đúng mỗi câu hỏi được cộng 10 điểm và lật một mảnh ghép. Sau khi các mảnh ghép được mở, đội nào trả lời đúng chân dung của nghệ sĩ bí ẩn sẽ được cộng 50 điểm. Và tất cả số điểm còn lại của các mảnh ghép chưa được mở, trả lời sai bị trừ 50 điểm. Xin chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với sàn đấu ngôi sao ngày hôm nay. Chủ đề của chúng ta trong tuần này đó chính là nhạc và phim. Quý vị thân mến, hai đội chơi thân mến, luật chơi thì rất là đơn giản thôi. Chương trình sẽ có một cái thử thách dành cho mọi người, đó chính là 6 mảnh ghép sẽ xuất hiện và ẩn đằng sau 6 mảnh ghép này sẽ là một nghệ sĩ nào đó. Và ngày hôm nay chủ đề là nhạc và phim thì chúng ta cũng đã có một cái sự giới hạn nhất định rồi phải không? Mình sẽ ghi nhớ lại, lục lại ký ức xem nhạc và phim sẽ có những nghệ sĩ nào đặc biệt đây. Và bây giờ xin mời gợi ý dành cho hai đội chơi ngày hôm nay 3 bức hình trong vòng thi đấu thứ nhất. Xin mời. Xin mời hai đội chơi, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi 6 mảnh ghép. Xin mời. Đó. Nhưng mà Minh Xù nghĩ rằng là hai đội chơi hôm nay ai cũng mong muốn là giành quyền hết để trả lời trước, tại vì đi trước có lợi. Và luật chơi giành quyền rất đơn giản, sau khẩu lệnh hết thì chúng ta nhấn chuông thôi. Hết à. Xin mời hai anh chị lựa chọn mảnh ghép đầu tiên. Thôi bây giờ mình cứ số 1 đi. Bây giờ cái 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó cũng như thế thôi đúng không anh? Đúng rồi, mình cứ chơi thử lên đi. Khoan, cho anh thảo luận chút. Em nhưng mà thường ví dụ nếu mà cái hình á thì cái mặt người ta sẽ nằm ở giữa, hiểu không? Em dỡ số 1 kìa, em dỡ cái 1 ra thì rất hay. Ở bên đây nó chỉ có cái cây thôi. Đúng rồi, bây giờ mình mở 1 là 2, 2 là 5. Chị, đôi khi cái bức hình của chúng ta sẽ là hình ảnh như thế này. Đó. Chị chọn cái giữa là 2 cái eo, hiểu không? Đúng rồi, chính xác. Bây giờ em nói anh là 1 số 2, 2 số 5 đó, anh chọn nào? 1 số 2, 2 là số 5, đúng không? Hết giờ, lựa chọn, mời. Rồi, hay quá. Đây. Số mấy à? Hết số mấy Cường? Số mấy anh? Số mấy Cường? Số mấy anh? Số mấy? Số mấy? Số mấy? Hết giờ. Số 2. Trời ơi, tức á. Dạ, số 2, đây là mảnh ghép. Không biết có đắt giá hay không, phải trả lời đúng mới mở được mảnh ghép này ra. Trời đất ơi, khó quá vậy. Câu hỏi của chương trình như sau. Nhạc sĩ Thanh Tùng có một bài hát rất nổi tiếng viết cho phim. Tên bài hát này cũng là tên phim. Đó là bài hát nào? A. Phượng Hồng. B. Giọt Nắng Bên Thềm. Và C. Vĩnh Biệt Mùa Hè. Thời gian trả lời bắt đầu. Vĩnh Biệt Mùa Hè. Vĩnh Biệt Mùa Hè. À, biết bài đó luôn. Vĩnh Biệt Mùa Hè. Mùa hè còn nhớ mỗi hôm nay khi đêm về. Đừng có nhắc. Bên đó hát thật ra thôi anh, mà anh nghĩ là Vĩnh Biệt Mùa Hè bởi vì anh nhớ cái thời của anh lúc đó đó, anh có một người bạn và đi casting cho cái bộ phim Vĩnh Biệt Mùa Hè này luôn. Đúng rồi. Quan trọng là anh đó được giải nhất casting, nhưng sau đó Lê Công Tuấn Anh đóng. Trời ơi. Mà nói là trong 3 câu gợi ý này chắc chắn sẽ có một câu đúng. Dạ, đúng rồi. Dạ. Đó, anh trả lời tiếp đi. Trời luôn á. Thôi nè, đứng vô chỗ công bố luôn nè. Đó là một đáp án rất chính xác. Xin mời màn hình LED mở. Cứ cười vô trong mặt. Trời đất ơi, rồi thấy được cái gì đâu. Em ơi, cái tai của ai ở góc kia vậy? Cái gì vậy? Cái hình nó sắp đảo tùm lum mà. Đúng. Vậy là em hiểu rồi. Vậy? Xin được chúc mừng đội Bình Đình có được 10 điểm đầu tiên. Trời ơi, chương trình đâu có đơn giản. Rồi, xin mời lựa chọn ô số 2. Em lựa đi cưng. Để đấy, để em. Cái vụ mà lựa số là để em trả lời là anh cứ tính theo chiều cao của mình mà suy ra con số. Dạ, số 1 nha, số 1 nha. Bây giờ số 6. Số là, 6 à? Là 60cm từ Bình Minh. Đó. Ở Bình Tân. Câu hỏi của chúng ta như sau. Trong bài hát Chiếc Áo Bà Ba có nhắc tới một bến phà nổi tiếng ở miền Tây, đó là bến phà nào? Chúng ta có 3 gợi ý.
A Mỹ Thuận, B Cần Thơ, C Rạch Miễu. Mỹ Thuận, Mỹ Thuận, Cần Thơ, Rạch Miễu. Chia bả ba cho nhộng tâm năm tấm. Ghe bán ninh triệu. Gà con dài đó đang thơ. Chia ghe điện em đang thơ đa đam lẫm. Hậu giang ơi em ngứa bớ ngàn ơi. Đẹp ba. Hậu giang hai. Ba ba cái gợi ý là cái gì? Cần Thơ, Cần Thơ, Cần Thơ. Vậy là nhà mình có thêm 10 điểm nữa chú ơi. 10 điểm chứ còn. Liền dạch ra. Xin mời xin mở. Chị anh biết rồi, anh biết rồi, anh biết rồi, anh biết ai rồi. Trời ơi đi qua bển hung nữa. Anh ơi, cái việc bấm chuông là vô ích. Bởi vì theo luật chơi chừng nào tụi em sai mà anh mới được bấm anh ơi. Đội của hai anh chị có muốn trả lời hình nền hay không? Chơi tiếp. Chơi tiếp. Chơi tiếp. Tụi anh đã biết hình gốc là ai nhưng tụi anh vẫn quyết định chơi. Vâng, rất là quyết liệt. Xin mời anh lựa chọn con số. Trời, nhìn hình quen quá. Lựa đi cưng. Để em. Mình đứng yên mình chọn, không cần phải đi đâu cả. Em chọn số 5. Số 5. Số 5. Câu hỏi dành cho ô số 5 như sau. Có một nhân vật có thật rất nổi tiếng ở miền Tây ngày trước đã đi vào một bài hát của nhạc sĩ Thanh Sơn. Bài mang tựa đề Hoài Cổ. Đó là ai? A. Công tử Bạc Liêu. B. Người đẹp Tây Đô. C. Chúa tàu Kim Quy. Thời gian trả lời bắt đầu. Trả lời đi Đệ Tử. Gì vậy? Mình cứ trả lời hoài vì mình có hơi tiếc cho cái đội Nguyên Si. Bởi vì cái tên nó giận vô cái nghiệp, hiểu không? Đó là đặt cái Nguyên Si kia. Anh đặt tên Nguyên Si để chi từ đầu tới giờ đứng chơi không vậy? Từ đầu tới giờ đứng chơi không vậy? Đúng cái tên anh em. Anh trung thành cái tên anh. Anh thấy tên Bình Định không? Nó bình địa hết phải không? Nhưng câu sẽ đúng là nghe danh công tử Bạc Liêu. Lấy tiền nấu. Anh ơi, nấu cháo hả? Đâu chừng ông nấu cái gì thì tùy ổng. Nhưng đáp án của em là công tử Bạc Liêu. Rất chắc nịch. Hay quá. Giống như cái tên Bình Đình. Giỏi quá, giỏi quá. Bình Đình. Chính xác. Chúc mừng đội nhà mình có thêm 10 điểm nữa. Bắt cầm. Rồi, về chỗ thì mình có cái hình nè mở ra nè. Là ai nữa vậy? Xin mời màn hình số 5. Trời ơi. Anh nói là quá rõ ràng rồi. Bạn tôi. Ê, hãy nhìn em đi. Giống hình chưa? Anh Toàn, chị bình tĩnh. Cho em hỏi là bây giờ quá rõ ràng rồi. Trả lời không? Bởi vì nếu như trả lời đúng mình sẽ được 50 điểm nữa. Minh Xu, dạ. Khi em hỏi quá rõ ràng rồi thì anh trả lời làm gì nữa? À, nhưng em vẫn muốn nghe cái tên. Dạ. Một. Hai. Ba. Dĩ. Dĩ. Trời ơi. Mình phải gọi là nghệ sĩ đi ha. Nghệ sĩ, nghệ sĩ. Hai, ba. Nghệ sĩ Việt Trinh. Yeah. Mình đang nghĩ đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, đúng tại rồi. Sao nghĩ đúng ạ? Ờ, đúng rồi, đi là Việt Chính. Đúng rồi, đi là Việt Chính. Nhìn hình. Chỉ cần nhìn một tí bên kia thôi là đã phát hiện ra rồi. Giống như chị Bình Tinh có nói là cái đôi mắt này rất là huyền thoại luôn không? Nhìn chị, thấy cái đôi mắt chỉ rồi. Chỉ có một mình chị mới có được cái đôi mắt huyền thoại đó. Cho nên vâng vừa rồi. Nhìn thấy là cảm nhận được. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đón xem đáp án của chương trình là gì. Xin mời. Đúng rồi. Ủa chị Rình ai vậy cơ? Dạ không biết chị Rình hai đội chơi ngày hôm nay đâu. Thôi nè, hai đội có đoán được chị không? Em ơi, hay lời muốn nói là chị Việt Trinh hỏi nè. Nguyên Vũ ơi, em bao nhiêu điểm rồi? Em bao nhiêu điểm rồi? Em bao nhiêu điểm rồi? Nè, Nguyên Vũ trả lời. Nguyên Si. Thiệt luôn anh Vũ. Anh ơi, đặt cái tên làm gì cho nó giận như trong cái đội của mình ngày hôm nay. Anh được quyền hội thảo trong cái nhóm của mình. Sau đó mình đổi tên. Đổi không? Không. Và chúc mừng đội nhà mình được thêm 50 điểm nữa. Yeah. Quý vị thân mến, vậy là vòng thi đấu thứ nhất đã khép lại. Đội Bình Đình ngày hôm nay coi như thắng tuyệt đối vòng này luôn. Không cần đội bên này chơi. Dạ vâng. Tổng số điểm mà đội Bình Đình đang có là 80 điểm. Chúc mừng. Câu thứ hai với tên gọi Ngôi Nhà Của Sói. Xin mời.
Vòng 2, ngôi nhà của sói. Mỗi đội phải lần lượt trả lời 3 câu hỏi bằng cách đi đến mở cánh cửa tương ứng với đáp án mình chọn. Trả lời đúng được cộng 20 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. Nhưng người chơi phải chạy thật nhanh. Nếu sói bắt được thì đội đối thủ sẽ được cộng 20 điểm. Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình sàn đấu ngôi sao ngày hôm nay. Và đây là vòng thi đấu thứ hai mang tên Ngôi nhà của sói. Và bây giờ hãy cùng nhau chào đón đội Bình Đinh. Yeah. Alo, cho tôi nghe tiếng con sói đằng sau cửa rồi các bạn. Triệu con sói nha. Và bây giờ lắng nghe thật kỹ câu hỏi của chương trình. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta sẽ liên quan tới một đoạn video clip. Mời hai anh chị cùng nhau theo dõi. Xin mời. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây, để bao mênh mông ngất ngây. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây, xuyên con tim anh hào hời. Đó chính là gợi ý của chương trình. Và câu hỏi đặt ra như sau. Với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Bách ngọt ngào vừa rồi, ca khúc nằm trong bộ phim nào? A. Vệt nắng của trời. B. Nắng chiều rực rỡ. Thời gian 10 giây, chạy. Anh chú hả? Trời ơi, Hà gặp con sói đi cùng ghê hơn con sói nữa. Hoàn toàn chính xác. Vậy là, anh ơi, đúng là nghĩa là đôi khi gặp con sói còn vui hơn. Gặp này sợ quá. Cái con này sợ hơn con sói. Xin được chúc mừng nhà mình được cộng 20 điểm nữa. Chị Bình Tinh. Cái nụ cười của anh đi làm. Chị Bình Tinh, bây giờ tới lượt của chị. Chị phải làm sao để chơi thiệt là lẹ nghe. Câu hỏi thứ hai, chúng ta cũng sẽ xem một đoạn video clip. Xin mời. Đó, nó có cái đoạn dừng lại phía giữa. Và câu hỏi của chúng ta như sau. Đoạn còn thiếu trong câu hát trên là gì? A. Dĩ vãng xa xôi. B. Dĩ vãng mây trôi. 10 giây, bắt đầu. Hay quá sói. Dạ quý vị, con sói của đội Nguyên Si đã làm được nhiệm vụ của mình. Chúc mừng Mỹ Nhân quá té phải cả. Tội nghiệp, con bé chân ngắn mà còn bắt nó chạy nữa. Mai mang về thể thao đi về. Em nhớ em đúng, trả lời đúng rồi mà. Hay quá, đi vô. Hay quá, vô lại. Em nhớ em trả lời đúng mà. Chị có biết là chị em cắt mẹ mình chị rồi đó. Chị Bình Tinh đã trả lời hoàn toàn sai câu này. Đáp án mới là đoán B. Đó là dĩ vãng mây trôi. Ủa tại sao mà anh đứng kế em chứ anh không nhắc nhở em không vậy? Không phải, anh tưởng là chị Phương Thanh hát sai chứ phải em. Bài hit của người ta mà sai sao được? Bây giờ sai rồi. Bây giờ khoan đi, bây giờ lông nó đầy mặt ngứa quá nè. Bây giờ gãi nha. Rồi. Câu hỏi cuối cùng của chúng ta, không biết là Đình Toàn chạy hay là chị Bình Tinh chạy. Dạ thôi em không chạy nữa đâu. Rồi, câu hỏi cuối cùng chúng ta cũng xem một đoạn video clip. Xin mời. Đến khi là cùng cần có nhau, sao em không giữ nỗi yêu thương? Làm về đâu giữa chiều về
là cứ trôi buồn miên man. Cũng tương tự như câu hỏi số 2 vừa rồi, chúng ta sẽ điền vô ô trống còn thiếu. Dạ. Từ còn thiếu trong đoạn hát vừa rồi của ca sĩ Lam Trường là gì? A. Cơn giông và B. Đêm đông. 10 giây bắt đầu. Cơn giông. Ten. Ten. Tự tin lên nào, tự tin lên nào. A hay B? Bây giờ anh thì A hay B? A. Đồng đội nhắc A. A. Số phận thuộc về anh. Anh chọn đi. Ta đó. Ta đó. Nhìn anh thấy sợ quá. Em chạy trước. Em không có dạy anh đâu. Em vâng. Chúc mừng đội Bình Định có thêm 20 điểm nữa. Chạy trước chắc ăn luôn. Dạ vâng. Sau khi kết thúc lượt thi đấu của đội Bình Định, đội mình đã ghi về thêm cho mình 40 điểm. Chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoán đổi vị trí để xem đội Nguyên Si có tăng thêm nhiều điểm số nữa hay không. Xin mời. Quý vị thân mến, sau khi hoán đổi vị trí thì ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ lại đội Nguyên Si. Hồi nãy á, đội bên mình cướp được 20 điểm rồi. Thế bây giờ mình mong muốn mình phải lấy được hết luôn cả 60 điểm, đúng 3 câu mình mới có được 80. Bên đây được 120 rồi nghe anh. Cố lên nè, cố lên. Cố lên. Cố lên nha. Cố lên. Dạ điểm phải luôn. Dạ, cốc cốc cốc. Ai gọi đó? Dạ là MC à. Cho xem mi. Cái micro gắn ở trên mặt rồi, không cho xem mi được nhưng mà ráng nha sói ơi. Ta đó. Con sói này nó dữ lắm đó. Nó gào. Răng nghe chưa? Nó gầm lật không? Đúng nghe chưa? Rồi, xin mời đội Nguyên Si về vị trí của mình và lắng nghe những câu hỏi ngày hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, xin mời đội Nguyên Si theo dõi đoạn video clip. Tôi thơ anh kia đồi, gọi những bình yên nào cái trời. Lắm sao bị mất đi một chữ và sau đó mất đi thêm một chữ nữa. Đó. Vậy thì chúng ta phải điền hai chữ vô cái ô bị khuyết đi. Rồi. Và bài hát vừa rồi là mọi người biết bài gì không ạ? Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Ái Phương và có hai gợi ý nha. Hai từ còn thiếu là A cần và gần, B cần và cần. 10 giây bắt đầu. A là cần và gần, B cần và cần. Cần và cần. Đúng rồi. Anh Vũ à, một ca sĩ rất thành công trong quá khứ và tương lai cũng có rất nhiều bài hit. Liệu đáp án chính xác là... Mở anh, mời anh. Anh phải đứng lên để anh chạy cho nó lẹ, chứ quỳ xuống là thua liền. Đâu có, nó vừa ra mình gạt chân nó té. Cái chiêu của tôi mà vậy tự hả? Nhiên vậy hả? Đúng rồi. Hay quá anh ơi. Vậy thôi anh cứ đứng đi. Anh cứ đứng anh mở đi. Dễ thương, chúc mừng đội Nguyên Si có thêm 20 điểm nữa. Chăm đi. Đó, trời, con vô đi. Ừ. Đóng cửa, đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Và bây giờ sẽ là một đoạn video clip câu hỏi số 2. Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mắt. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Vâng, nó không có cái chỗ nào khuyết cả. Bởi vì là câu hỏi nó là câu hỏi khác, không phải câu Ủa hỏi vậy luôn hả? Vâng. Trời gì vậy? Bất ngờ vậy. Câu hỏi của chúng ta như sau. Bài hát này cùng tên với bộ phim Áo Lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh. Đố nhóm Nguyên Si, nhóm mình có biết ai đóng vai nữ chính trong phim đó hay không? Trời, có hai gợi ý. A. Ngô Thanh Vân, B. Trương Ngọc Ánh. 10 giây trả lời bắt đầu. Thế em chạy đi. Lanh lợi lắm. Trời ơi, cái
người yêu anh. Nàng tiên xinh đẹp của anh đi vô đi. Và nàng tiên xinh đẹp xuất hiện 3 giây đã mang lại thêm 20 điểm nữa cho đội Nguyễn Si. Bởi vậy, bây giờ ráng trả lời sai đi con. Bé sợ không đánh được ai hết trơn. Hồi nãy giờ ngồi trong kia mất thời gian lắm. Bây giờ mình tạo cơ hội cho sói rượt đi ha. Ok, được. Không biết có tạo điều kiện cho sói rượt hay không. Hay là vẫn trả lời đúng câu hỏi cuối cùng. Xin mời một đoạn video clip. Nhiều lần em đã nói dối anh, có một chàng trai đang thầm yêu em. Vậy mà vô tâm anh cứ chung mừng, chung em tìm thấy được tình yêu. Rồi một ngày kia anh đi bên em ngập ngừng, anh nói như em thật nhiều. Video clip đã hết, câu hỏi của chúng ta như sau. Đây là ca khúc của ca sĩ Sơn Ca, Em nhớ anh rất nhiều. Bài hát này được sử dụng trong bộ phim nào? A. Gọi giấc mơ về. B. Khi giấc mơ về. 10 giây trả lời bắt đầu. Bây giờ mình đã nói là mình tạo cơ hội đúng mà rồi. Bây giờ mình tạo cơ hội để cho con sói nó rượt. Chính vậy là bây giờ mình ra đây. Nhưng mà phải chạy vòng lên trên nha, xong mới vòng về nha. Chạy lên đây rồi mới vòng đây. Đúng rồi. Ok, giờ mình xỉ sầm đi ha. Nếu anh xỉ sầm, anh thắng anh mở. Dạ. Em thắng em mở. Ok anh. Còn 2 3 rồi anh thắng anh mở. Ủa em thắng anh em mở. Được đi em, cố gắng được đi em. Mở đại đi, 1 2 3. Bà Tiên, mình thầy mị, mình lì mị. Đó. Ủa, ma trả từ từ bình tĩnh. Cho em hỏi nhỏ một câu. Trả lời sai rồi. Trời. Ủa, nhưng mà tại sao con sói nó đi ngược đường kỳ vậy? Tại nó đu theo bà Tiên, nó đứng chơi rồi. Mở cửa ra, nó chạy qua không kịp. Em đợi vậy, nó trả cái chân cho em. Em xin hỏi đi, trả lời cho. Đó, em xin hỏi là tại sao con sói lại nằm bên ô đúng, mà bà Tiên nằm bên ô sai? Bà Tiên không nằm bên ô sai luôn. Mở ra ô không có ai. Đúng không? Con sói đứng ở đâu là quyền của con sói. Miễn sao đó là câu hỏi sai là bị quá. Con sói nói như vậy Tiên không đồng ý. Con sói với Tiên đang lo nhiều chuyện. Con sói này ra. Con sói chạy qua bên đây không kịp. Sói chạy vô cửa này luôn. Cuối cùng là sao? Cuối cùng là như thế này. Tụi em đang nhiều chuyện, mở ra hết rồi. Thế nhưng với cái nguyện vọng của đội Nguyên Si là sẽ mở ra tạo điều kiện cho con sói chạy. Và con sói đã bắt được bên đội Nguyên Si, cho nên đội nhà sói nhà mình có được thêm 20 điểm. Yeah. Bởi vậy mới thấy đội Nguyên Si được cái có tấm lòng. Không những anh bắt em mà anh còn giật em. Thấy ai em đặt, bạn ấy là sói bạn. Đó, em nói cho nghe, đổi phong thủy đó. Rồi, mời hãy đổi về vị trí của mình nào. Về chỗ luôn, Về của Tây Kinh. Ăn gian vậy hả? Có vẻ như là đội Nguyên Si của chúng ta bên cạnh cái việc là ít được chơi mà còn bao la rộng lớn trong việc tặng điểm ngược lại cho bạn nhà mình nữa. Tổng kết lại, 2 vòng thi, đội Nguyên Si có 60 điểm. Đội Bình Định có nhiều đâu, 140 điểm à. Yeah. Tôi rất vui. Cái mặt vào vui hơi tức à. Nhưng đội Nguyên Si thân mến, cái vòng thi đấu thứ 3 là cái vòng thi đấu mà chúng ta được quyền nhân lên. Vậy hả? Đó. Cho nên là mình cứ bình tĩnh nha. Và kính thưa tất cả quý vị, vòng 3 của chúng ta mang tên gọi đặt cược. Xin mời. Vòng 3 đặt cược có 3 câu hỏi. Trước mỗi câu hỏi, hai đội chơi phải bấm chuông để giành quyền đặt cược. Trả lời đúng được cộng thêm số điểm bằng với số đã đặt cược. Trả lời sai sẽ bị trừ số điểm đặt cược. Và đội đối thủ được quyền trả lời. Trả lời sai không bị trừ điểm. Trả lời đúng được cộng số điểm mà đối thủ đã cược.
vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với sàn đấu ngôi sao cùng với hai đội chơi Nguyên Si và Vinh Đinh. Và đây là vòng thi đấu cuối cùng mang tên đặt cược. Dạ, vì sao có cái tên đặt cược? Bởi vì sẽ giúp cho đội Nguyên Si có cơ hội lội ngược dòng, hay là đội Bình Đình của chúng ta sẽ thắng luôn tuyệt đối, đúng không ạ? Bình Đình. Bình Đình. Nó lên chứ, đúng không ạ? Và luật chơi của vòng này vô cùng đơn giản, chương trình sẽ có 3 câu hỏi. Minh Xuân nói thời gian đặt cược bắt đầu. Yeah. Tôi đã nhường à. Trời ơi, cảm ơn dễ thương. Tụi em rất muốn khán giả biết rằng đội Nguyên Si vẫn đang còn tồn tại nha quý vị. Nha. Hai, ba. Mà mới thấy cái đội này chơi công tâm dễ sợ, fair play quá trời quá đất. Dễ thương. Thôi, nếu mà đã như vậy rồi, đội mình phải ráng trả lời đúng cái câu này và đặt được điểm số càng cao càng tốt. Để làm gì? Để có điểm ngang tài ngang sức thi đấu nó mới đã. Dạ, đội mình đặt cược đi ạ. Bao nhiêu ạ? Cái mặt thấy tội, cái mặt thấy thương. Cái câu đầu tiên là mà mình không biết là mình trả lời được chưa hay là mình đặt số đặt điểm. Hết đi anh, đặt hết đi anh, đặt hết đi anh. Chơi hết luôn. Trời ơi, em chịu chơi vậy luôn hả? Chơi lớn luôn. Hay đó, còn cái gì để mất đâu? Mà đâu có gì để mất, dạ, anh 60 chơi hết luôn đi anh. Chơi hết không? Chơi hết luôn. Nghe lời em. 60. Vâng. Đội Nguyên Si đặt cược 60 điểm. Câu hỏi đầu tiên, một ca khúc mà phải nói lập được rất nhiều kỷ lục trong lòng các bạn nhỏ. Ca khúc Bóng Bóng Bang Bang. Bóng bóng bang bang. Chắc là anh Vũ biết bài này phải không? Biết. Bóng 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 bang bang, bang. Đây. Trong bài hát Bóng Bóng Bang Bang trong bộ phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, Tấm đã luôn mơ về điều gì? Thời gian trả lời bắt đầu. Tấm luôn mấy giây cưng về. Dạ, mấy giây? Chúng ta có 10 giây á. 8 15 giây đi. Tấm luôn hành, luôn nghĩ hạnh phúc. 5 hạnh phúc đời mình. 4 hạnh phúc đời mình. Chúng ta mơ, chúng ta mơ về mơ. Cái gì? Mơ về cái gì? Mơ về hạnh phúc đời mình. Vòng tay ấm em. Cái gì? Mơ gì trời? Hơi ấm nguyệt. Cố gắng lên, cố gắng lên rồi. Hơi ấm tay mẹ. Hơi ấm tay mẹ. Mình chốt chưa? Chốt. Mơ về hơi ấm tay mẹ. Sai. Sai. Và đáp án của chương trình, mơ về hơi ấm tay mẹ là một đáp án. Không thể sai được chút. Đó. 120 điểm đang là số điểm là lên 120 điểm rồi đó hả? Vâng. Đúng rồi. Ok, vậy được. Cảm khá ngang tài ngang sức rồi ha. Và bây giờ câu hỏi số 2 thì vẫn như thông lệ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đặt cược của hai đội chơi. Thời gian đặt cược bắt đầu. Dạ vâng. Xin mời đội nhà mình ạ. Anh ơi, gì bây cần? Giờ người ta giàu ngang hàng mình rồi đó nha. Trời ơi, vẫn thua mình 20 điểm. Bây giờ anh tính sao? Bây giờ mình đặt 80 em thấy sao? Hay là 60? Cho bên kia còn trả giá nữa cứng. Một khi anh đã nói là em chấm cái búp liền 80. 130 điểm. Có vẻ lợi thế đang nghiêng về đội Bình Đình. Và lượt trả lời chắc chắn thuộc về đội anh chị. Và câu hỏi của chúng ta sẽ liên quan tới một đoạn video clip. Mời đội Bình Đình theo dõi. Ca khúc rất thành công của ca sĩ Quang Hà, bài hát Ngỡ. Ngỡ. Và ca khúc này được sử dụng trong bộ phim nào? Gợi ý cho anh là tên bộ phim có 4 từ. 4 từ chứ không phải 1 từ ngỡ. Không ạ, 4 từ. Không biết. Tại nếu như có gợi ý thì anh còn có thể đoán được, còn không có thì anh thua luôn. Chị bình tĩnh. Tất cả mọi tư duy chị dồn cho đệ tử. Nếu như đội mình không trả lời được, đội bên đây trả lời được chắc chắn sẽ cướp điểm từ đội của mình. Phim nha, đây là phim nha. Không biết. Nhưng mà sự thật. Như uống thuốc vậy đó. Anh trả lời á hả? Bảy. Bên đây chưa xong. Sáu. Sự thật đánh cắp. Sự thật đánh ca. Sự thật phủ phàng. Ơi, sự thật phủ phàng là tụi mình đó. Sự thật phủ phàng là tụi mình đó. Không, nhưng mà chết à. Thua.
Thua. Thôi mình nói đại sự thật hũ vàng đi anh ha. Không, anh không nói đại. Anh thua. Thua. Anh, em. Anh tự tin không? Em, trả lời luôn đi. À, câu trả lời của em là sự thật vô hình. Sự thật vô hình với sự ghi của anh Vũ và đội nhà mình. À, anh Toàn. Rồi đúng rồi đó. Kỳ vậy. Sự thật vô hình là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Anh thấy không? Không phải lúc nào mà ở hiền cũng gặp lành đâu. Vâng. Anh thấy không? Nguyên si, không còn nguyên si nữa. 250 điểm. Dạ, như ước nguyện, à, mình còn 10 đó. Điểm. Còn như đó dưỡng già đó. Bây giờ còn có một câu cuối mà bên đây có nhấn chuông đặt cược có 10 điểm. Bên đây nhấn nhẹ 20 sau phim. Có vẻ như là xoay ngược tình thế 180 độ luôn. Dạ. Đội bây giờ mình... đó là bình định, đình. Đội bình định đang là đình. Okay. Rồi thôi, mình còn một câu hỏi cuối cùng nữa. Thời gian đặt cược cho câu hỏi thứ ba bắt đầu. Anh biết chắc là anh Vũ sẽ không bấm. Giao rồi, cho mình giao rồi. Cần nữa. Bây giờ em còn 10 điểm đó, ngon đặt em đi. Anh đặt 20 điểm đó. Dạ không, vậy thì em còn hỏi gì nữa. Ừ. Có nhiều đó. Nè, bên đây sang chảnh lắm, người ta đặt 10 điểm đó, 10 điểm đó. Không sao, mình sẽ mở ra cái câu hỏi này. Biết đâu mình trả lời đúng, mình hiên dạ. Ngang chứ. Mình trả lời đúng, được nhiêu? 20. 20. Được 20. 20. Câu hỏi của chúng ta như sau. Trong bài hát Có chàng trai viết lên cây, à, nói về bức tranh thì bức tranh ấy được vẽ bằng gì? Trời ơi, em không biết bài này. Chàng trai. Có chàng trai viết lên có cây. Có chàng trai viết lên cũng cây. Cũng bạn Quỳnh. Đó là tên bài hát à. À, cái bài bằng có chàng trai viết lên cây hỏi thăm cô gái ấy gì đó. Đúng mà rồi. Bức tranh đó là được viết bằng cái gì? Đúng rồi. Bằng bút. Bức tranh vẽ bằng két. Trời. Bằng gì em? Không phải cát đâu. Cát. Không phải cát đâu. Vẽ tranh cát hả? Ờ, em đoán đó. Cái này nếu như không biết thì chắc chắn sẽ rất khó. Anh không biết bài này. Không giờ. Biết bài này. Không biết bài này. Anh không biết bài này thiệt sự. Anh chỉ biết có một cái bài là có chàng trai viết lên cây. Dạ. Và cái đầu là có chàng trai viết lên cây rồi tâm cô gái. Mà mình quên đó. Vậy thôi đó. Môi tình như gió như mây. Nhiều năm trôi qua vẫn đây. Giống như bức tranh vẽ bằng. Trả lời luôn. Mà anh vẽ bằng hiểu em. còn hai từ nữa ráng lên. Vẽ bằng diệu em gì, hai từ nữa ráng hai lên nữa hả? Diệu em gì, bước chặt cái lên diệu em tuổi thơ. Không thể nào là ông em không có cái nốt nhạc mà tại vì diệu em tuổi thơ. Diệu em ngây thơ. À, chốt chưa? Chốt đẹp ơi, chứ đâu có từ nào hết. Diệu em ngây thơ. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh Tù, em cảm thấy một sự ngây thơ trong sáng. Diệu em ngây thơ. Chốt. Rồi. Chốt. Và đây là một đáp án chưa chính xác. Gần đúng rồi, nó cũng là ngay rồi đó, nhưng mà nó chưa ngay. Vậy là ngây thơ. Đúng rồi. Bây giờ anh mới chốt nè. Ủa vậy? Diệu em ngày thơ. Đáp án của mình là Diệu em ngày thơ. Vâng, may quá hồi nãy là chưa chốt. Dạ bây giờ mới chốt. Vâng, và với việc trả lời mà tôi gợi ý đã 99% rồi thì đáp án không thể sai được. Chúc mừng. Yeah. Khoan, để nói nghe nè. Camera nhắc em. Thấy chưa? Dễ thương. Quay phim hôm nay mà còn biết bài hát này. Với việc trả lời đúng câu hỏi số 3, đội Bình Định hiện nay ngẩng cao đầu nhận 20 điểm à. Hay à, thời thế đã được thay đổi rồi. Mời hai đội ra sân khấu để mình tâm sự mỏng tí nhẹ. Đội 250 điểm luôn. Quý vị thân mến, vậy là vòng 3 cũng đã khép lại. Thật sự ngày hôm nay có quá là nhiều niềm vui. Em nghĩ đúng nghĩa mọi người tới đây là chơi với nhau thôi. Còn điểm số không có quan trọng. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại 3 vòng thi đấu ngày hôm nay rất là dễ thương với sự xuất hiện của hai đội chơi cực kỳ đáng yêu luôn. Mình tới đây là chơi với nhau là vui là chính luôn á. Đúng rồi. Còn điểm số thì đâu quan trọng đâu, đúng không anh nè? Anh thấy không có gì quan trọng. Bình tĩnh, em thấy điểm số hai đội sao nè? Em
không biết gì quan trọng nhưng mà cảm thấy bị tuột dốc quá. Đời nó cay quá. Cay quá. Anh thấy bên kia hơn mình có bao nhiêu đó em? Có bao nhiêu đâu anh, có 230 điểm. Nói bậy. Nói bậy. Có 5 điểm. Nè, bên đó có số 2, bên anh có số 2. Bên đó có số 0, anh có số 5. Chỉ có bên anh thiếu cái số 5 thôi. Đúng rồi. Chính xác. Kính thưa quý vị, hãy cùng nhau theo dõi những hình ảnh cũng như là những cảm xúc rất kiêu ngạo của đội Bình Định. Đó, bây giờ mới thấy có 20 điểm, sụi bại đuổi chưa? Đó, đó. Bà nói em. Em nói anh rồi nha, rút kinh nghiệm đi không? Không phải ở hiền là gặp lành đâu. Thấy không? Thấy không? Em xin rút lại những lời em sỉ giả đội anh nãy giờ. Vâng. Và trên tay Minh Sù ngày hôm nay đang cầm một chiếc cúp lưu niệm rất là dễ thương của chương trình Sàn Đấu Ngôi Sao. Và đây sẽ là chiếc cúp kỷ niệm dành cho đội chiến thắng. 250 điểm thuộc về đội Nguyên Si. Đội nhà mình sẽ nhận được một điều tuyệt vời, kinh khủng khiếp. Có điều tuyệt vời. Có một món quà nữa. Một tràng pháo tay của quý khán giả. Vâng. Tôi rất vui vì món quà này. Quý vị thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã khép lại chương trình Sàn Đấu Ngôi Sao tại đây cùng với hai đội chơi rất là đáng yêu. Và hy vọng rằng quý vị đừng quên mở TV vào tuần sau nhé. Còn ngày hôm nay, Minh Sù, Bình Tinh, Đình Phan, Nguyên Vũ và Nguyên Thảo xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.